Xin kính chào quý vị và các bạn. Nhân dịp ngày đầu năm mới, xin được kính chúc quý vị và các bạn một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Thưa quý vị và các bạn, theo Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu, Việt Nam là một trong ba vùng lãnh thổ được xếp vào nhóm cực kỳ nguy cấp do biến đổi khí hậu. Riêng vùng đồng bằng sông Cửu Long, rủi ro nhất sẽ là hạn hán và xâm nhập mặn. Điều này ảnh hưởng cực kỳ lớn đến quá trình sản xuất nông nghiệp của nông dân khu vực này, đặc biệt là cây lúa thời điểm sau Tết Nguyên Đán. Vậy bà con làm thế nào để yên tâm sản xuất trong tình hình hiện nay? Khi thiếu nước, cây lúa sẽ sinh trưởng phát triển kém, cây thấp lùng, ít hoặc không đẻ nhánh, đồng nhỏ, ngạn đồng, bông ngắn, hạt bị lép lửng nhiều. Hạn cũng làm tăng nguy cơ ngộ độc phèn, rễ lúa kém phát triển, cây lúa lùng lại và kém nở bụi. Cây lúa dễ bị sâu bệnh gây hại như đốm nâu và gạch nâu, đạo ôn, bọ trĩ. Từ thực tế đó, VTV9 cùng các nhà khoa học xin được gửi đến quý bà con nông dân giải pháp hữu hiệu để giúp cây lúa vượt qua được sự khắc nghiệt của điều kiện tự nhiên. Thì sau khi mình áp dụng cái mô hình này thì coi như cái thứ nhất là cái vấn đề giống. Giống là mình cấy là chủ yếu là mình sau khi mình gieo mạ. Gieo mạ thì rất là nhẹ giống. Công chỉ có mấy ký thôi. Rồi sau khi mình cấy nói chung là cấy thưa. Bây giờ lúa nó rất là nở và tốt, rất là thích cây. Giống là hạn chế cái ít lại, tức là chỉ có là 10 đến 12 kg cho một công tầm lớn thôi. Cho nên là giảm cái lượng giống rất là nhiều. Nó rồi giảm lượng phân bón, rồi giảm lượng thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật. Nó rất là giảm. Rồi vấn đề gầy nâu, dịch bệnh rồi nó cũng ít hơn là những cái ruộng đối chứng kế bên. Áp dụng theo cái giải pháp của chương trình canh tác lúa thông minh thì cho thấy việc thứ nhất là cây lúa nó khỏe, cứng cây, nó không đổ ngã và làm đồng trổ bông vào chắc thuận lợi. 40 ngày đầu tiên là không có phun thuốc so với lại cái bên đối chứng. Và cái năng suất thì nó đạt cao hơn so với lại là đối chứng cỡ khoảng từ 300 kg cho tới khoảng 800 kg một hecta. Chương trình canh tác thông minh trên VTV9 ra đời nhằm mục đích giúp người nông dân nắm bắt kịp thời thông tin, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu bằng các hình thức canh tác mới, thông minh, mang lại hiệu quả cao trong nông nghiệp, đáp ứng nhu cầu canh tác của nông dân, mang lại sản lượng nông nghiệp đạt hiệu quả cao về năng suất, đồng thời vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm xanh sạch. Mô hình canh tác lúa thông minh ứng phó với biến đổi khí hậu được chúng tôi giới thiệu trong chương trình canh tác thông minh tập 11 đăng tải trên kênh YouTube VTV9 Online vào ngày 22 tháng 3 năm 2021. Mời quý vị truy cập để xem toàn bộ chương trình nhé. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.